Đây là buổi xử lý vi phạm giao thông của tổ công tác Y3-141 tại đường Hàng Bài, Trần Hưng Đạo. Chỉ trong ít giờ lập chốt, rất nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm liên tục di chuyển với tốc độ cao, vụt qua tổ công tác, thách thức cơ quan chức năng. Các thành viên tổ Y3-141 phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động hóa trang mặc thường phục để ngăn chặn từ xa tình trạng đua xe gây rối khu vực công cộng. Nhiều đối tượng thanh thiếu niên ngay khi phát hiện tổ công tác đặc biệt đang thực hiện nhiệm vụ đã nhanh chóng quay đầu xe, tăng ga bỏ chạy. Thậm chí có đối tượng do phanh gấp quay đầu mà đã tự ngã ra đường khi nhìn thấy cơ quan chức năng như thế này. Xin bao nhiêu? 207 ạ. Hôm nay bị lực lượng chức năng phạt cái lỗi gì anh? Em không biển và không mũ. Còn tôi bị lỗi gì nữa? Với cả quay đầu ạ. Ừ. Thế mình thấy cái hành vi của mình là đúng hay sai? Em thấy là sai ạ. Nó nguy hiểm như nào? Nó có thể gây không an toàn giao thông. Cả... Biết là sai sao vẫn làm? Ừ, là bởi em coi thường mình nhà gần ạ. Bố mẹ đi lấy xe này đi, bố mẹ biết không? Biết đây xe riêng của em. Lý do vì sao xe không biển? Tại vì xe cháu lúc đấy em mua cũ ạ, nên là nó bị gãy ở cái biển ở đây. Gãy biển? Vâng, cháu chưa đi thay. Cháu mua được 2 tháng gần đây. Qua kiểm tra, hầu hết các đối tượng vi phạm đều ở trong độ tuổi còn rất trẻ, khoảng chừng 14 đến 16 tuổi, không có giấy phép lái xe cũng như đăng ký phương tiện. Sau khi tìm hiểu xác minh, các đối tượng đã được đưa về trụ sở công an phường gần đó để tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.